Xin chào các À, bạn. mình là Nghĩa Viettel. Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách báo hỏng dịch vụ Internet và truyền hình Viettel. Có 3 cách chính để các bạn báo hỏng khi gặp sự cố về liên quan đến chất lượng đường Internet và truyền hình của Viettel. Đầu tiên, cách thứ nhất đó là các bạn gọi thẳng cho số kỹ thuật, người lắp đặt dịch vụ và cái người phụ trách xử lý kỹ thuật khu vực nhà mình. Thường thì khi lắp đặt xong dịch vụ thì nhân viên kỹ thuật sẽ để lại số điện thoại liên hệ và các bạn có thể liên hệ với số này khi mà gặp sự cố các bạn nhé. Các bạn cũng có thể gọi luôn cho nhân viên kinh doanh, người mà đăng ký lắp đặt dịch vụ cho các bạn. Nhưng mà cách này chỉ là cách đi đường vòng thôi, vì nhân viên kinh doanh cũng sẽ lại gọi để điện đến số nhân viên kỹ thuật để nhờ hỗ trợ. Cách thứ hai đó là các bạn gọi đến tổng đài 1800 8119 để báo hỏng. Khi có nhạc chờ, các bạn bấm tiếp phím số 2 để gặp tổng đài viên các bạn nhé. Và cách thứ ba cũng là cách chính mình muốn hướng dẫn các bạn trong ngày hôm nay để các bạn có thể tự báo lỗi qua ứng dụng My Viettel. Các bạn trực tiếp làm việc này và không phải gọi điện cho ai cả. Ok, mình sẽ hướng dẫn chi tiết của cách này cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là các bạn cần có ứng dụng My Viettel. Ở đây thì mình đã tải sẵn ứng dụng My Viettel rồi, các bạn nào chưa có thì có thể vào kho ứng dụng để tải nhé. Các bạn vào kho ứng dụng, tìm kiếm My Viettel. Và tải về là xong thôi. Ở đây mình đã tải sẵn về rồi. Ok, ở màn hình đăng nhập, các bạn có hai lựa chọn. Một là nhập phần di động, tức là số điện thoại mà các bạn có cùng số giấy tờ với đường Internet. Ví dụ mình là Nguyễn Mạnh Nghĩa, số giấy tờ là 12345678 9 chẳng hạn, thì đường Internet cũng đứng tên với tên Nguyễn Mạnh Nghĩa 12345678 9, số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước chẳng hạn, thì các bạn nhập theo số điện thoại hoặc là số điện thoại liên hệ để đăng ký. Đây thì các bạn nhập vào đây, hoặc các bạn cũng có thể nhập luôn thông tin của đường Internet với cấu trúc là đằng sau nó là, ở giữa nó là GFTTH, phía đằng sau là tên của các bạn. Cụ thể cái cấu trúc của cái account này sẽ có trong phần tin nhắn khi các bạn đăng ký xong thành công dịch vụ, hoặc là trong phiếu thu tiền, hoặc trong tin nhắn thông báo cước về số điện thoại của các bạn nhé. Ở đây thì các bạn có thể lấy mã đăng nhập OTP, các bạn bấm vào lấy mã OTP đăng nhập, hệ thống sẽ gửi mã OTP về SIM cho các bạn. Mình đã đăng nhập thành công vào ứng dụng My Viettel. Đây là màn hình chính của mình, có thông tin các gói cước đang sử dụng, tên tài khoản. Lúc này thì các bạn thấy cái hình mặt người ở đây, các bạn bấm vào đây nhé. Đây là trợ lý ảo My Viettel. Các bạn nhìn dòng bên dưới cùng, chỗ 3 gạch ngang đây, các bạn bấm vào đây. Các bạn chọn khiếu nại, báo lỗi. Chọn báo lỗi dịch vụ. Ấn tiếp tục, nhập ở đây hiển thị thông tin thuê bao của các bạn ấn vào tiếp tục là được. Ở đây thì hệ thống sẽ tự động phân tích lỗi để loại trừ những cái trường hợp như thuê bao của các bạn quên đóng tiền hoặc là đường dây bị đứt. Thì ở đây sẽ phân tích lỗi luôn để phát hiện sớm cho các bạn để tìm ra hướng xử lý. Ví dụ các bạn quên chưa nạp tiền và bị chặn thì các bạn có thể tự thanh toán. Hoặc nếu mà ở đây xác nhận là đường dây bị đứt thì lúc đấy thì sẽ chuyển trực tiếp cho kỹ thuật để hỗ trợ các bạn nối lại nhé. Ở đây kết quả phân tích là không có lỗi gì liên quan những cái lỗi mình vừa nói. Và các bạn chọn tiếp tục báo lỗi đi. Ở đây có thông tin khách hàng, mô tả sự cố, các bạn có thể mô tả ở đây mạng chập chờn hay là không vào được mạng như thế nào. Ở đây các bạn chọn ngày hỗ trợ, ngày hôm nay, giờ hỗ trợ. Có thể up kèm file ảnh liên quan đến báo lỗi và chọn gửi.
đã báo lỗi thành công và lúc này các bạn chỉ chờ nhân viên kỹ thuật khu vực liên hệ lại các bạn nhé. Ok. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn 3 cách để chủ động báo hỏng dịch vụ Internet truyền hình của Viettel trong quá trình sử dụng dịch vụ của các bạn. Bạn nào còn có những cái câu hỏi nào khác liên quan, vui lòng để lại phía dưới comment hoặc liên hệ trực tiếp với Nghĩa Viettel theo số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Nghĩa Viettel hỗ trợ tất cả các dịch vụ của Viettel như đăng ký lắp đặt Internet truyền hình, gia hạn cước đóng trước Internet truyền hình, đăng ký các gói khuyến mại trên SIM đang dùng như V120N, V150N, ST90N, v.v. Chuyển đổi SIM trả trước sang SIM trả sau. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.